Tôi là Thanh Mai, nghệ sĩ từ Việt Nam, và tôi tới đây bởi cái sự bởi viên gớt ở Hà Nội mời. Thực ra thì năm 2015 tôi đã từng lưu trú ở Đức, ở Berlin trong một năm. Và đó là lần đầu tiên đi đến phương Tây, cho nên là mọi thứ rất là bỡ ngỡ. Và tôi nghĩ là cái trải nghiệm của mình lúc đó có cái gì đó là hơi, mọi thứ hơi chậm. Và lần này khi mà biết ra có một cái dự án lưu trú ở Đức, thì tôi cũng có một cái cơ hội để quay trở lại đây và để tiếp tục cái công việc mà tôi đang rất là muốn làm, đó là tìm hiểu về đời sống của những người lao động nhập cư, cụ thể là ở Đức. Tôi thích cái việc tôi thích những cái giấy cũ, và trước đây ở Việt Nam thì tôi có làm việc ở trên những cái bản vẽ với giấy cũ, tại vì với tôi thì giấy cũ nó có là một cái vật liệu thú vị và nó có cái chứa đựng cái tính thời gian ở trong đó. Thì khi mà đến Đức, khi mà có thời gian ở đây, thì tôi cũng rất là thích những cái giấy cũ ở đây, cái bề mặt, những cái dấu vết và mọi thứ gợi lên nhiều thứ về cái ký ức lịch sử. Thì một số thứ ở đây là tôi đã tìm thấy ở chợ trời Đức, một nơi mà tôi rất là yêu thích. Có một số loại giấy là tôi tìm thấy trên vỉa hè, rất là thích cái văn hóa của Đức, đó là khi họ một số thứ khi mà họ không dùng được thì họ bỏ ở trước hiên nhà để mà người khác có thể là tái sử dụng. Đó là một cái điều rất là thú vị. Và rất là vô tình tôi tìm được một sấp giấy cũ rất là đẹp. Và ngoài ra thì có một số giấy là những nghệ sĩ ở đây họ tặng cho khi mà họ nghe về dự án và nghe về cái ý tưởng, thì họ ngay lập tức là họ trở về nhà với xưởng và họ tìm một số cái giấy cũ và họ đưa tới. Veronica told me that you have recently started a project asking people for three historic images which they think are significant in their own biography or life. Could you just speak a bit about this project and what materials did you gather so far, and did they have the same significance to you than to the other people? Khi mà ở Việt Nam vào năm 2020 thì tôi có bắt đầu tôi có làm việc trên một cái series tranh vẽ. Tôi làm việc trên những cái bức ảnh, trên những cái tranh vẽ có tên là Thế hệ của chiến thắng. Và trong cái loạt tranh đó thì tôi thu thập những cái bức ảnh mang tính biểu tượng, mà tôi nghĩ rằng là nó truyền tải được cái thời đại của chúng tôi đã lớn lên, truyền tải được là chúng tôi đã lớn lên và bị ảnh hưởng bởi lịch sử, bởi những cái biểu tượng và những cái khái niệm mà lịch sử đã ghi dấu vào trong mình. Thì với tôi thì cái bộ tranh đó nó thể hiện bản thân mình nhiều. Thì khi mà ở đây thì tôi cũng muốn sử dụng cái phương thức này để mà có một cái kết nối và học về những người ở quanh đây. Thì tôi đặt câu hỏi với những người mà tôi gặp về cái việc là tôi muốn đặt cho họ một cái câu hỏi, đó là hãy đưa cho tôi một cái hình ảnh lịch sử mà bạn nghĩ rằng nó tạo nên bản thân bạn, tạo nên con người bạn, thời đại của bạn. Thì mặc dù câu hỏi là như vậy, nhưng mà đôi khi cái cuộc hội thoại nó sẽ dẫn đến những cái câu chuyện rất là khác. Và mọi người từ cái câu hỏi đó thì thì cái cuộc hội thoại của chúng tôi mở ra, đôi khi nó đi vào những ký ức cá nhân, đôi khi nó đi vào những ký ức tập thể. Nhưng mà thông qua đó thì tôi tạo ra một cái kết nối và sự hiểu biết với con người ở đây. Thì những người mà tôi gặp thì một số người là người Đức bản địa và một số người là những người Việt đang ở ở Đức được 70 năm. Thì đó là một cách để mà kết nối với con người, và tôi nghĩ rằng là thông qua những buổi nói chuyện đó thì tôi học được nhiều điều.